Con này cũng là hay cố cố nha anh em. Lưới cũng cố cố nha. Còn cái này mà lười quá làm test trước cái này nè. Cặp này cũng 3 triệu nha. Master 25 này. Mấy con cố thì công suất thường thường nó nhỏ nha anh em, như con này là 35W maximum này thôi. Sản xuất tại Đức nha. Cũng con này luôn nha, nhưng mà cái đời nó mới hơn chút xíu, cũng 3 triệu luôn. Nhưng mà thì ví dụ như con này thử công suất bao nhiêu. Chờ xíu nha. Con này 50W nha. Đó. Cái đời nó mới hơn thì cái công suất nó lớn hơn. Ok chưa? Cấu hình này cái lo nó cũng giống nhau thôi. Cái này còn cái lo nằm dưới đây này. Theo bộ này này. Lo cho anh em nghe này nha. Một lo á. Lo xíu này này. Con này bán 16 nha. Chỗ này một cái tép chỗ đây này. Tép nó hình bầu dục luôn nha. Chờ đây. 50. 24 là tầm đó. 20 chẳng này. Rồi anh em nha, cặp này 3 triệu nha. Cặp này là Master Showmaster 25 nha. Nên là chơi thì Zalo số này nha.